저를 이렇게 감동을 주셔서 너무너무 좋고요. 여러분 너무 보고 싶었습니다. Cảm ơn Hashi Won. Lần trước thì Hashi Won đã có mặt ở Hà Nội và chắc chắn là thưởng thức rất là nhiều món ngon ở Hà Nội. Lần này thì lịch trình lại ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thì không biết là chị cảm thấy như thế nào về những món ăn của Việt Nam. So, 5 years ago, you went in Hà Nội and you enjoyed the food in Hà Nội. So this time in Ho Chi Minh City, so how do you like the food? You like the food in Vietnam in Ho Chi Minh City? Last night? Noodle. 여러분들 추천해 주실 거 Can you recommend it? Good Vietnam food? Các bạn giới thiệu và các bạn giới thiệu một vài món của Việt Nam đi ạ. Bánh tráng trộn. This is like a pancake. Oh, pancake. A mix. Quá nhiều món. Tôi không hiểu. 그러면 제 카페나 SNS에 올려주세요. 그 thường ăn những món ăn của Việt Nam ở Hàn Quốc không? Do you often eat Vietnamese cuisine in Korea? 네, 저는 자주 먹어요. 자주 먹고 집에서 해 먹기도 해요. 아, 그 rồi. Thế thì hy vọng là các bạn vào Instagram của chị Hai World xong chúng ta không chỉ là ghi cái món đó ra xong chúng ta chụp cái món đó chúng ta tag luôn cho chị. Chị biết ví dụ bún đậu mắm tôm là như thế nào hay là bánh tráng trộn là thế nào. Chứ nhiều khi chị không có hình dung ra đặc biệt những cái món nào mà các bạn thích nhất các bạn cứ gửi vô trong cái Instagram của chị nha. Với vai trò là đại sứ của Operation Smile thì chị có những cái dự định hoặc là những cái kế hoạch gì cho những cái hoạt động sắp tới không? As an ambassador of Operation Smile Vietnam, do you have any plan for the next future? For the next plan? 제가 Operation Smile에 함께할 때마다 정말 기적 같은 순간을 봐요. 그리고 그 기적을 통해서 제가 너무나 큰 사랑을 받고 가는 것 같아요. 정말 공인으로서 제가 활동하면서 좀 더 오퍼레이션 스마일을 알릴 수 있다면 평생 함께 할 거고요. 또 많은 분들이 또 참여하셔서 정말 어린 친구들이 밝은 웃음을 찾고 아마 또 저를 나도 사랑해 정말 저를 통해서 또 지원더랜드가 함께 도네이션 했잖아요 여러분 너무 감사하고요 정말 사랑합니다 감사합니다
Một lần nữa thay mặt cho Operation Smile Việt Nam cảm ơn rất là nhiều về tình cảm của Haji World, những gì mà bạn đã mang đến thông qua những cái nụ cười dành cho những trẻ em sức môi hở hàm ếch. Và chúng tôi tin rằng ngày hôm nay thì G-Wonderland của chúng ta sẽ cùng chung tay làm thêm nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa. On behalf of Operation Smile Việt Nam, thank you so much from the bottom of our hearts to you to what you've done for us. And with the G-Wonderland, we think that we will do more activities for the Operation Smile Việt Nam. Thank you. Cái câu này đó là hình ảnh. Chúng ta sẽ nhìn trên màn hình xem những kể tên những bộ phim có trong poster này. List all the films that you acted. List all the films. Các bạn thấy chưa? Đây, hãy kể tên những bộ phim mà chị Haji Won đã đóng. So they will list all the name of the films that you acted. Okay, you can choose. This really difficult. Okay, 제일 먼저 선택이. 대답 I think you choose again. A phone? Right. Phone. Phone. Xin mời em lên đây để chụp một tấm hình. Đây là một phim mà có thể nói là hơi khó đối với cả ba người trước khi mà không trả lời được, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta đã được. Chúc mừng em. 제가 이분 영화를 찍을 때 발리에서 생긴 일이랑 아니 sorry. smile. So cute. Yeah. Chúc mừng. She's from Hà Nội. She fly to here. Oh yeah. Cô ấy muốn xin thêm một tấm hình chụp với lại chị ấy. Một fan đã bay từ Hà Nội vào đây. Rồi, xin cảm ơn bạn. Okay, thank you so much. Cảm ơn các bạn. So before we end the fan meeting club, do you want to say something to all of your fans today? Tôi rất là hạnh phúc để có những cái giây phút thật là thân thiện với các bạn như thế này. Các bạn có biết rằng là tôi đang quay một phim mới đúng không ạ? Yeah. Phim đấy tên là phim Chocolate và tôi rất hy vọng các bạn sẽ ủng hộ bộ phim mới của tôi được không ạ? Yeah. Và phim của tôi sẽ được trình chiếu ở trên mạng của Netflix. 여러분들 만나러 또 올게요. 사랑합니다. Chắc chắn là tôi sẽ quay trở lại Việt Nam một lần nữa để gặp mọi người rồi. Yeah. Trước khi mà chúng ta chia tay Haji Won, chúng ta sẽ cùng nói với nhau chữ là I love Haji Won nha các bạn. Hiện nay sẽ đến từ 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đây là một món nữa từ fan club gửi đến cho chị Haji Won. See you soon. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mới gặp mặt là kết thúc lại. Rất là vui vẻ, rất là nhiều tình cảm dành cho Haji Won. Cảm ơn các bạn nha. Hey, chị Haji Won đăng ký đăng ký với mọi người. Bạn thân mến, như vậy là hôm nay Khang vừa mới thực hiện xong cái fan meeting của chị Haji Won tại quận 2 ở Thảo Điền. Và bây giờ thì chị Haji Won chỉ ký những cái bức ảnh. Thì ngày mai Haji Won sẽ về lại Hàn Quốc. Và tối ngày hôm nay thì Khang có một cái chia sẻ, đó là chị ăn những cái món ăn ở Việt Nam trước khi mà về lại Hàn Quốc.